Dạ, con hỏi là một người Phật gia, một người thiền gia tu theo pháp môn thiền tông cần phải giữ những giới luật gì để làm căn bản cho mình? Ở đây thì không có giữ giới luật, nên nhớ một thế giới thế thiền tông không giữ giới luật mà chỉ là giữ nhân nghĩa lễ trí tín thôi, không giữ giới luật. Nếu mình giữ giới luật thì mình không dám giết gì. Con cá vẫn giết bình thường, không sao. Người ta ăn cắp đồ của nhà mình đập liền, không sợ. Không giữ giới luật nha, cái có nghĩa là nhân nghĩa lễ trí tín, có nghĩa là mình phải làm cái gì tin thì phải tin cho đúng, còn với hứa với người ta cái gì phải giữ đúng lời. Đó là vậy, hoàn toàn thiền tông không giữ giới luật. Thấy không? Mà nhân nghĩa lễ trí tín, thấy người già già mình chào, mình hỏi người ta đàng hoàng, làm bất cứ gì cũng trong trong cái bốn cái danh từ này thôi. Còn nếu mà mình giữ giới luật không được, trong thế giới vật lý không giữ giới luật được. Nếu giữ giới luật là mình yếm thế, giữ giới luật là không sát sanh cái gì, rồi nước ngoài nó vô đập mình rồi mình không đấm nó sao, rồi nó lấy nước mình. Giới luật không sát sanh không được, kêu bằng cái người mà ta tu về vật lý không sát sanh thì đúng, nhớ không? Còn mình thì không sát. Bây giờ thí dụ mình ăn chay được á thì mình không sát sanh, chứ mình cũng phải sát ba cỏ cây hoa lá này, phải sát thôi. Ừ. Để vì vô thiền tông phải vô bằng thực tế khoa học, không phải yếm thế, không không có làm hình thức gì cho người thế gian biết mình tu thiền tông rồi, phải hiểu như vậy. Rồi con hỏi tiếp đi. Người tu theo thiền tông hàng ngày làm theo năm phần của con người là nhân, lễ, nghĩa, trí, tín thì có được giải thoát không? Và điều đó được giác ngộ chưa? Chưa. Nhân nghĩa lễ trí là xử thế để tu thiền tông. Thiền tông muốn giải thoát thì tạo công đức, tìm công thức về. Nhân nghĩa lễ trí tín là gọi là xử thế trong trong gia đình và xã hội, gọi là nhân nghĩa lễ trí tín. Mà người tu thiền tông phải nắm chuẩn này, tu nó không bị sai chứ không giải thoát. Rồi hỏi tiếp. Người tu thiền tông đúng thì cuộc sống của họ sẽ như thế nào ạ? Người tu thiền tông thì đối diện với cuộc sống của họ như thế nào? Người tu thiền tông á, nên nhớ cái chỗ này nè. Nhân nghĩa lễ trí tín là đầu. Nhân là người, phải đúng một tư cách của con người. Nghĩa, tình nghĩa cha mẹ con cháu vợ chồng anh em hàng xóm phải đúng quy tắc. Nhân nghĩa lễ trong thế gian này có lễ gì phải mình phải hiểu. Trí là phải sáng suốt, tính tin bất cứ cái gì bằng khoa học và thực tế mới đúng là con người. Nhân nghĩa lễ trí tín. Rồi con hỏi tiếp đi. Người tu thiền tông lúc sống phải đạt tiêu chuẩn như thế nào mới đúng là nhân nghĩa lễ nghĩa trí tín ạ? Đấy, làm người là sao? Tư cách một con người đứng không có lại nha. Tư cách con người đứng không có quỳ ai, không có lại anh cũng người, tôi cũng người, tôi không có lại anh ấy. Đó là ngân đứng đầu, đứng thẳng là con người, đứng thẳng là nghĩa, tình nghĩa vợ chồng cha con bà con dòng họ đất nước, cái nghĩa phải chưa đúng. À, mình lấy cái tu cái tiêu chuẩn này mình sống. Trí phải sáng suốt, không có mù mờ, không có vụ mà tin đâu đụng đâu tin đó. Cái trí mình không phải vậy. Tín tín là tín tín là tín tín ngưỡng, bất cứ tin cái gì hữu hình vô hình tôi phải hiểu cho rõ ràng, đó là tiêu chuẩn của người tu thiền tông. Còn tiêu chuẩn người tu vật lý, đụng đâu tin đó, đụng đâu lại đó, là tôi mấy người tu vật lý đó. Đó là năm nhân nghĩa lễ trí tín là cái chỗ đó đó. Vì cái chỉ có thiền tông mới dạy con người ta bằng khoa học thực tế, còn nếu mà không khoa học thực tế không phải là thiền tông, mà gọi là tu theo vật lý, tu theo kiểu mê muội. Rồi hỏi tiếp đi. Người tu thiền tông đang sống ở thế giới này phải sống như thế nào mới đúng tư với tư cách của người tu giải thoát? Gặp Phật giết Phật, gặp ma giết ma, gặp cô hồn đập cô hồn, rồi có nhà lo nhà, có cửa lo cửa, có tổ quốc lo tổ quốc, là người tu thiền tông là người.
khi sinh hoạt bằng nhân nghĩa lễ trí tín, người tu thiền tông đây là lấy cái chuẩn đối đãi nhân nghĩa lễ trí tín. Có gia đình phải lo cho gia đình, có tổ quốc phải lo cho tổ quốc, đó là người tu thiền tông. Tổ quốc lâm nguy không thể ngồi đó võ mỏ mà đuổi ngoại xâm được, nên nhớ rằng mình phải hiểu cái thế giới vật lý này nó là vậy thì mới tu thiền tông. Nhưng mà phải bằng trí tuệ, đừng có tu mù, đừng nghe ai nói gì đâu, mà phải kiểm nghiệm rằng cái gì nói đúng tôi tin, nói không đúng không tin. Đó là mọi người trí tuệ. Vì thế mà tất cả các tín ngưỡng khác tôi không dám nói nào, không, hoàn toàn không ai dám ngồi đó mà cho đấu chấp. Chỉ có cái thiền tông dám chơi cái kiểu này, cho đấu chất tự do. Anh muốn hỏi hữu hình vô hình, trên trời dưới đất dưới địa ngục ta cũng nói luôn, kể cái hầm 10 tỷ năm ta cũng nói được luôn. Chưa có cái người nào, chưa có cái đạo nào mà dám nói cái hầm 10 tỷ. Mà trong kinh Diệu Pháp Liên Quan gọi là hầm lửa lớn, có nghĩa là cái hầm gần cái mặt trời, gặp cái hầm mà gần cái hành tinh lửa ở trong trái đất á. Nó thiền tông mới dám vạch ra được cái này thôi, còn tất cả kêu hoàn toàn không biết gì hết. Nghĩa là biết chỉ cúng tụng lại xong, tất cả các pháp môn khác cúng tụng lại cầu xin là xong. Rồi con hỏi tiếp đi. Con có đọc và con hiểu như thế này: buông dừng thôi dứt là buông hết mọi suy nghĩ và ham muốn có chứng có đắc, và thực hành nhân nghĩa lễ chí tín, lấy tứ ân làm trọng và nhân nghĩa lễ chí tín làm hạnh. Các việc có gia đình phải lo cho gia đình, có tổ quốc phải lo cho tổ quốc. Thôi những chuyện nhân quả thế gian, quyết chí trở về Phật giới và tìm cách tạo công đức trong sáng, học cho thật rõ được về Phật giới. Con hiểu như vậy có đúng hay không? Rồi, con hiểu rất đúng 100%. Nhưng mà còn hành có được hay là không là chuyện khác. Thí dụ mình nói về nhân nghĩa lễ trí tín, mình có áp dụng nổi cái nhân nghĩa lễ trí tín này không? Phải không? Mà hay là mình học, mình biết, mình không có sử dụng. Bắt buộc phải sử dụng thì mới hoàn thiện được. Còn tất cả những cái chuyện gì mà thiền tông nói ra là mình học, nhưng mà nói thật ra chỉ áp dụng 20-30% là tốt rồi. Không ai mà áp dụng được 100% đâu. Phải không? Mà thứ nhất á, theo đạo Phật thiền tông giúp cho mình, kéo mình ra cái mê tín gì đó. Hồi xưa không biết, đụng đâu cũng lại, đụng đâu cũng cúng. Bây giờ thiền tông chỉ rõ rằng trái đất là ngũ thú tập cư, không có lại ai à, mấy ông này trời. Mình là cái đẳng cấp, nếu mà đẳng cấp hữu hình là mình là người số 1. Không lẽ lại ông thần, không lẽ lại cô hồn. Mình phải hiểu cái này. Khi mà công bố để biết ngũ thú tập cư rồi thì nên nhớ rằng trái đất con người là số 1. Chứ không có, không, ông thần chỉ là con người thực thi nhân quả thôi. Còn cô hồn là phá mình thôi. Chứ nó không có giúp được mình gì vậy đó. Mà nó giúp được cho những người mà tu mà muốn chứng đắc á, thì cô hồn nó giúp. Còn thiền tông không cần cô hồn giúp. Mà cô hồn nó có nhiệm vụ là khi mình về Phật giới nó chặn đường lại. Nó khảo sát mình 3 lần. Đó là thiền tông là cái chỗ đó. Cô hồn nó có cái nhiệm vụ là khi mà công bố quyền ký ra thì nó có quyền là khảo sát 3 lần. Coi mình thoát ra nổi cái này không? Thoát ra nổi thì nó cho. Mình thoát ra được nó kêu mình sư phụ về đi. Còn mình mà không thoát được thì mày vô lại đây làm lính tao. Nó nói vậy ghê vậy chứ không nhỏ đâu. Rồi con hỏi tiếp đi. Người tu theo thiền tông được truyền bí mật thiền tông rồi, nhưng suốt ngày gụ thịt, bia gụ say xỉn. Và mỗi lúc say xỉn như vậy thường chia sẻ thiền tông với mọi người. Vậy làm như vậy thì có đúng với chánh pháp hay không? Bây giờ nói đúng ra đó, mình rượu thịt thì nói gì, nói mà nói người ta ngộ được hay được. Không biết rượu được mà nói người ta ngộ được hay được à. Còn cái chánh pháp là thế giới vật lý này đừng có chấp. Thế giới này là nó vậy đừng có chấp. Vì thế mà trong phim nó có vụ tế điên hòa thượng á. Uống rượu tịch tối ngày đâu có sao. Nhưng mà nếu như ổng là hán chứ không phải ông Phật. Nó không có nhiễm. Có nghĩa là nói không nhiễm.
thì được. Còn cái chuyện công đức là do cái người ta có ngộ là không. Nhưng đừng có chấp cái thế giới này, thế giới này nó là vậy. Rồi hỏi tiếp.